Xin chào anh em và rất vui khi được gặp lại anh em trong một chương trình Europe khác. Và hôm nay là một chương trình Europe nhận 900 đồng KGC của dự án Kingdom West. Đây là một dự án về game NFT. Trước tiên làm cái Europe thì mình sẽ dạo quanh cái website của nó và những cái trang mạng xã hội để xem cái game này như thế nào ha, để anh em có thể tham gia nó. Nếu mà game giống giao diện như vậy thì mình thấy là cũng dễ thương và đẹp. Đây nó có cái trailer nhưng mà mình sợ bị dính bản quyền. Đây là những cái NFT Hero Assassin dễ thương ha. Có phù thủy hả? Assassin Mage Warriors. Nó có những chế độ chơi nè, để lay train, trao đổi được, có chợ mua bán, requeue, new hero. Tổng cung của nó là 10 tỷ token KGC. Đây là cái tokenomics của nó. Nó ghi rất cụ thể, anh em có thể nghiên cứu chi tiết hơn. Lê Chuân và Stucking, cái roadmap của nó. Tháng quý tư vừa rồi thì nó đã có cái seed round rồi sale. Đây là team The Dev, cũng là từ người Việt. Cố vấn Đức Triệu Phúc Nguyên. Đây là partner. Ok, Twitter hiện tại là có 26.600 người follow. Bài đăng gần nhất là 9 giờ trước có tương tác. Đây là cái Telegram 27.076, cũng tương đương với cái Twitter. Ok, đó là những thông tin sơ về dự án này. Anh em có thể tìm hiểu chi tiết hơn về dự án. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cái Europe này ngay nha. Anh em hãy tham gia cái Europe này bằng cái link mình để bên dưới. Còn 6 ngày nữa sẽ kết thúc. Đây, chương trình về Europe là có 500 triệu token trong cái đợt Europe này. Thời gian là từ 20 tháng 1 đến 30 tháng 1. Và ngoài, nó sẽ có 5.000 người random ngẫu nhiên, giống như những người chúng ta này, và những người có cái lượt giới thiệu nhiều nhất, top 30 rep này sẽ nhận thêm những cái đồng này. Hấp dẫn ha. Chúng ta có thể giới thiệu thêm bạn bè của mình. Ok, và chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Những nhiệm vụ mà rất quen thuộc. Đầu tiên là John Telegram. Mình nhấn cái tên username của mình. Username thì nó nằm ở đây nha. Vào setting, edit profile. Đây, username của anh em ở đây đây. Đối với những anh em mà chưa có cái username ấy, thì mình có thể đặt cái username của mình. Rồi sau đó mình sẽ đánh vào cái phần này. Username, nhấn tiếp. Rồi, hoàn thành được 100 Android. Tiếp tục. Tiếp tục nè. Follow Twitter. Follow và có thể nhấn chuông. Và anh em có thể là thêm vào cái list
để mình tạo một cái list để anh em có thói quen này cũng thú vị. Đó là ví dụ như Arab, SCN, Capital, anh em hãy lưu vào. Kingdom, West, F vào. Để sau này chúng ta có thể dò lại nó. Ok, nó có ở đây rồi. Nhấn tiếp tục. Được thêm 100 điểm nữa. Join Discord. Chúng ta vào Discord. Rồi chúng ta nhấn. Join. Rules. Nhấn ở đây. Verify. Ok. Có những cộng đồng Việt Nam, Hàn Quốc, Nga, Indonesia, Ý, Pháp. Mình vào Việt Nam. Chào anh em nhé. Và chúng ta quay lại nhiệm vụ của mình. Tiếp tục. Retreat. Nhấn vào. Chúng ta nhấn Retreat. Retreat nè. Ok, quay lại. Nhấn tiếp tục. Facebook. Rồi, tham gia nhóm. Ok, tiếp tục. Visit Kingdom West. Tham quan thôi. Cũng đang giới thiệu về chương trình này. Visit YouTube. Dạ được rồi. Nó để là gì? Visit thôi. Rồi. Tiếp tục. Cuối cùng là chúng ta sẽ thêm cái ví của mình vào, cái ví MetaMask BEP20. Chúc anh em dùng mà MetaMask nha. Chúng ta bắt vào. Nhấn tiếp tục. Và bước cuối cùng là mỗi người mà anh em giới thiệu sẽ được thêm 50 điểm. Hãy dùng cái link này chia sẻ cho bạn bè hoặc là người thân của mình, hoặc là mượn điện thoại của họ cũng được. Chúng ta gửi cho họ, sau đó làm tương tự như cái bước mà nãy giờ mình hướng dẫn anh em á, để anh em có thêm điểm. Cái những cái Europe này á, khi ban đầu chúng ta tham gia thì có thể là cảm thấy là nó tại sao dễ như vậy. Và chính vì lý do mà nó như vậy cho nên là có một số anh em sẽ nghĩ nó không giá trị. Nhưng mà đâu biết được là những cái dự án này sau này nó sẽ như thế nào đâu. Cho nên chúng ta hãy làm và ghi chú thật cẩn thận. Ai biết được sau này cái dự án này á, nó làm tốt và bắt đầu nó có giá trị á, thì 900 đồng mà anh em nhận được bây giờ á, sau này nó có thể là 900 đô hoặc là nhân 2, nhân 3 gì đó, không biết được. Cái game này anh em có thể trở thành những cái streamer của những game này. Cho nên là đối với những cái Europe hay là Wireless á, hoặc là IDO á, thì anh em nên làm nó cẩn thận và lưu lại. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ với anh em cái cách để tham gia cái Europe Kingdom West sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 1. Anh em tranh thủ làm nha, và lưu nó lại bằng một file Excel để khi mà
được thông báo giải thưởng thì chúng ta có thể quay lại để nhận nó. Và mình luôn mong muốn là những cái video hướng dẫn này sẽ giúp anh em làm một cách dễ dàng và có thêm những cơ hội để đạt được những thành quả trong thị trường này. Và hẹn anh em ở những cái Europe, những cái chương trình whitelist tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.